thông tin về dịch bệnh COVID-19. Tính từ 18 giờ ngày 28 tháng 10 đến 6 giờ ngày 29 tháng 10, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.173 ca. Trong 1.173 ca mắc, đã có số ca điều trị khỏi là 1.062 ca, số ca còn đang điều trị là 76 ca và số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 14.216 người.